chào cả nhà nhé. Hôm nay em tiếp tục em đi tuốt lúa mùa vụ ở quê mà nông thôn, em sẽ đi tuốt lúa nhé. Đây là đường đi này, đường đi rất xấu luôn nha. Đây ô nhô đá sỏi xuống là đường xấu cực kỳ luôn. Đường xấu kinh khủng này. Xấu chưa? Đó. Đây rồi. Đây thì mọi người đang gặt nhé cả nhà nhé. Đấy thì đây. Mọi người đã gặt được nhiều như này rồi mà em vẫn chưa làm việc đây. Đó. Đây. Mọi người gặt đây được nhiều như này rồi mà em vẫn chưa làm được gì đây. Chưa làm gì. Đấy, mà em đi muộn hôm nay. Em tuốt ra tuốt đúa. Em gặt xong rồi. Gom lại rồi. Giờ chỉ chuẩn bị đi vào tuốt thôi. Đấy. Đây, tại gia đình người ta đang gặt đây. Đây em chạy vạt ra thì em tuốt lúa đi. Em đang đi vào tuốt rồi đây. Tuốt hết khu đồi trứng.
mình sẽ ra đứng đứng để cho lửa
đốt cái đống rơm vừa tuốt xong đây, đang đốt rồi, coi tùm lum luôn, không được tránh trời mưa, trời mưa thì ướt rơm.